Thưa anh chị em, tôi linh mục Doan Bao Nguyễn Minh Hùng, chánh xứ giáo xứ Thánh Tuân đây. Dự kiến vào chiều ngày mai thứ Bảy 13 tháng 4 năm 2024 lúc 17 giờ 30 Đức Tổng Giám Mục Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh là Đức Tổng Giám Mục Paul Rica Ganlager sẽ chủ tế Thánh lễ ở tại miền Nam chúng ta Đúng hơn là tại Nhà thờ Đức Bà Nhà thờ Chánh Tòa Giáo phận Sài Gòn Và như vậy Ngài đã đến Việt Nam Từ ngày 9 tháng 4 năm 2024 Ngài lưu lại tại Hà Nội Hai ngày Rồi sau đó Ngài sẽ đến Giáo phận Huế Hai ngày Và Sáng nay, lúc 8 giờ sáng thứ sáu ngày 12 tháng 4, 2023, Ngài đã dâng thánh lễ tại Nhà thờ Chánh tòa Tổng giáo Phận Huế cho Cộng đoàn Dân Chúa ở tại giáo tỉnh miền Trung của chúng ta. Và khi tôi đang nói chuyện với anh chị em, chắc chắn Đức Tổng Giám mục Paul Rica Ganglager đang chuẩn bị để vào miền Nam và ngày thứ Bảy, ngày mai 13 tháng 4 năm 2023 lúc 17 giờ 30 thì Ngài sẽ dân thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa giáo phận, Phú, giáo phận Sài Gòn. Và như vậy Ngài cũng có mặt tại Tổng giáo phận Sài Gòn nói đúng hơn là tại giáo tỉnh miền Nam hai ngày ngày 13 và ngày 14 trong ngày 14 tức là ngày chủ nhật 14 tây tháng 4 năm 2024 trước khi ra phi trường Tân Sơn Nhất để về lại Vatican, ngài sẽ gặp gỡ chung cả hội đồng giám mục Việt Nam. Thưa anh chị em để chuẩn bị cho anh chị em có thể tham dự một cách trực tuyến và tốt hơn dành cho tất cả những ai yêu mến những sự kiện của hội thánh công giáo những ai yêu mến các đấng bậc của hội thánh công giáo và hiệp thông với các ngài để cầu nguyện cho giáo hội việt nam chúng ta thì dưới bình luận của video clip này chúng tôi sẽ có đường dẫn đến với thánh lễ trực tuyến vào ngày mai ngày 13 tháng 4 năm 2024 để anh chị em cùng tham dự do chính Đức Tổng giám mục Bộ trưởng của Vatican Đức Tổng Pontika Gallagher chủ tế chúng ta cùng hiệp ý với tòa thánh và cầu nguyện cho giáo hội Việt Nam, nói riêng cầu nguyện cho cả giáo hội nói chung. Chúng ta không quên cầu nguyện cách riêng cho Đức Thánh cha Phan Xích Cô để mong mỏi của chúng ta, ngài giữ được sức khỏe và đến một ngày sớm nhất ngài có thể đến thăm giáo hội Việt Nam. Chúng ta đang trông chờ vị cha chung của mình, Đức Thánh cha Phan Xích Cô đến với chúng ta tại quê hương thân yêu này. Và tôi nhắc lại là ngay dưới clip mà tôi đang nói chuyện với anh chị em đây trong phần bình luận Tôi sẽ dán đường dẫn đến Thánh lễ vào chiều ngày mai 17 giờ 30 thứ bảy 13 tháng 4 2024 Để anh chị em theo dõi và có thể cùng hiệp ý với các giám mục, các linh mục các tu sĩ và toàn thể dân chúa tại giáo tỉnh miền Nam cầu nguyện cho cách riêng giáo hội tại miền Nam và nói chung giáo hội Việt Nam chúng ta. Xin Chúa ban buôn phúc lành cho anh chị em. Anh chị em nhớ canh giờ để chúng ta cùng hiệp dân thánh lễ trực tuyến. Giờ của chúng ta tôi xin nhắc lại đó là 17 giờ 30 thứ bảy 13 tháng 4 2024 tại Tổng giáo phận Sài Gòn, đúng hơn là tại nhà thờ Đức Bà, nhà thờ chánh tòa của Tổng giáo phận. Cảm ơn anh chị em.